Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ là hình thế thời tiết chủ đạo chi phối thời tiết của các tỉnh Bắc Bộ. Riêng phía Đông Bắc Bộ thì có sự hội tụ gió trên 1.500m, gây mưa rải rác và có nơi là có rông cho khu vực này. Trong cơn rông thì cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, thậm chí là có khả năng mưa đá sẽ xuất hiện. Thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động du lịch, với khu vực phía tây bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều thì giảm mây, trời nắng và khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến ở mức là dưới 30 độ. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với rìa tây nam của khối không khí lạnh, nên là ở khu vực các tỉnh miền trung từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trời khá mát với nhiệt độ cao nhất dao động ở mức là từ 26 cho đến 29 độ. Càng về phía nam thì mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ có phần cao hơn phía bắc và phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 35 độ. Còn tại khu vực vùng cao Tây Nguyên thì do chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa Đông Nam vùng áp thấp với sự xuất hiện của vùng nhiễu động nhỏ nên là mây đối lưu phát triển nhiều, gây ra mưa rông rải rác về chiều tối và đêm. Các hoạt động ngoài trời và các phương tiện tham gia giao thông cần phải chú ý đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, thậm chí là sẽ có mưa đá trong cơn rông. Tại Nam Bộ, trong 24 giờ tới, mây phát triển nhiều, gây mưa trên diện tương đối rộng ở các tỉnh miền Đông và vùng ven biển. Các nơi khác thì mưa ở vài nơi. Tuy diện không nhiều nhưng mà có khả năng xảy ra mưa lớn và rông vào lúc chiều tối. Trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Ban ngày thì trời vẫn còn nắng, tình trạng nắng nóng thì có phần là giảm bớt hơn. <laughs> tiếp bản tin là thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo trên cả nước vào ngày mai. Khu vực vùng núi Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng. Tại Điện Biên, nhiệt độ trong ngày ở phổ biến là từ 22 đến 33 độ. Tại Sapa thì mức nhiệt duy trì là từ 14 đến 21 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ dao động ở mức là từ 17 cho đến 23 độ. Tại các điểm du lịch phía đông bắc bộ như là Hà Giang, Vịnh Hạ Long và thành phố biển Hải Phòng, trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 23 độ và mức nhiệt cao nhất duy trì là từ 26 cho đến 27 độ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác ở phần phía Bắc. Càng về phía Nam thì thời tiết thay đổi không nhiều nên là khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Cụ thể như là tại Sầm Sơn và Phong Nha Kẻ Bàng thì thời tiết có mưa rông, nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 23 cho đến 24 độ và cao nhất là từ 27 cho đến 29 độ. Còn tại Huế có mưa ngày nắng và nhiệt độ dao động là từ 25 cho đến 33 độ. Thời tiết tại các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân trong 24 giờ tới ít biến đổi, ngày nắng, chỉ một vài nơi là có mưa rông nên là các hoạt động du lịch có thể diễn ra bình thường. Tại Đà Nẵng và tại Hội An thì nhiệt độ trong ngày giao động ở mức từ 25 đến 34 độ, còn riêng tại Bà Nà thì nhiệt độ vẫn giữ ổn định ở mức là 20 đến 28 độ. Thưa quý vị, trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này, thành phố Đà Nẵng sẽ khởi động mùa du lịch biển 2014 với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như là trình diễn cano kéo dù, phao chuối Jet Sky, cuộc đua xe đạp chinh phục bán đảo Sơn Trà, màn đồng diễn Flash Mode Bikini, giải đua kayak vượt sóng Mỹ Khê lần thứ nhất, chương trình ca nhạc Holiday Beach Đà Nẵng sâu. Tất cả sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm rất thú vị trong dịp lễ sắp tới. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các điểm du lịch biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Tại Nha Trang không mưa, ngày nắng, nhiệt độ duy trì ở mức khá mát mẻ, khoảng từ 27 cho đến 32 độ. Tại Mũi Né thì không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 35 độ và mức nhiệt thấp nhất là 27 độ. Tại Vũng Tàu thì có mưa và ngày nắng, tiết trời khá oi bức, nhiệt độ dao động là từ 29 cho đến 34 độ. Tại các điểm du lịch vùng cao Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và rông về chiều tối và đêm. Trong cơn rông thì cần phải đề phòng gió giật mạnh, mưa đá và lốc xoáy. Ban ngày thì thời tiết thuận lợi cho du khách tham quan du lịch. Tại Pleiku và Buôn Mê Thuật thì nhiệt độ thấp nhất ở khoảng là 22 đến 23 độ và mức nhiệt cao nhất phổ biến là từ 32 cho đến 34 độ. Tại Đà Lạt tiết trời mát mẻ với nền nhiệt độ dao động ở mức là từ 16 cho đến 26 độ. Đến với Nam Bộ, tại Tây Ninh có mưa rông về chiều tối, ngày thì nắng nóng và nhiệt độ phổ biến là từ 27 đến 36 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh và tại U Minh không mưa, ngày nắng và oi bức, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ và mức nhiệt cao nhất là 35 đến 36 độ. Còn tại Côn Đảo và Phú Quốc, trong 24 giờ tới, thời tiết ít biến đổi. Mưa rào và rông xảy ra ở vài nơi về chiều tối, ban ngày thì trời nắng, nhiệt độ giao động là từ 26 cho đến 33 độ. Sóng gió yếu nên là thuận lợi cho các chuyến tàu từ đất liền ra đảo hay là các dịch vụ du lịch trên biển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!